Hôm nay chúng ta sẽ đi đến với cái bài của tuần 3 ha, đó là giải phẫu và sinh lý hệ hô hấp thì chúng ta cũng sẽ bao gồm mà hai phần như các bài trước Thứ nhất là mình đi vào cái giải phẫu của hệ hô hấp để sau đó chúng ta tìm hiểu đó là chức năng sinh lý của hệ hô hấp là diễn ra như thế nào ha à, vậy thì đầu tiên các bạn nắm dùng cô cái định nghĩa hô hấp là gì thì hô hấp mà đó chính là cái quá trình mà chúng ta lấy cái khí oxy từ bên ngoài vào trong cơ thể chọn lọc cái khí oxy đó và làm cách nào đó mình sẽ cung cấp cho mô và tế bào các cái cơ quan trong cơ thể của chúng ta hoạt động sử dụng khí oxy à, nhưng mà sau khi những cái mô và tế bào của mình hoạt động xong á thì nó sẽ thải về cái sản phẩm đó là khí CO2 thì đồng thời quá trình hô hấp của chúng ta cũng sẽ thu nhận cái CO2 này, gom lại và thải ra ngoài. À, như vậy hoạt động hô hấp của chúng ta sẽ diễn ra bao gồm các cái quá trình. Thứ nhất đó là nhờ hoạt động thông khí phổi mình sẽ thu nhận được khí oxy và thải ra khí CO2 với môi trường bên ngoài. Sau đó là cái hoạt động trao đổi khí với mô và tế bào. À, trong đó thì có quá trình sử dụng oxy và cuối cùng sẽ là cái hoạt động điều hòa hô hấp. Như vậy thì các bạn nắm dùng cô quá trình hô hấp của chúng ta bao gồm hai hoạt động chính. Thứ nhất đó là trao trao đổi khí oxy và CO2 giữa phổi với môi trường bên ngoài và thứ hai đó là hoạt động mà trao đổi khí oxy và CO2 với các cái mô và tế bào. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cấu tạo giải phẫu của hệ hô hấp. Thì từ trên xuống dưới chúng ta có hệ hô hấp bao gồm hai lá phổi nằm ở bên trong lồng ngực, nằm ở hai bên ở giữa chính là quả tim. Phổi của chúng ta nằm ở trong cái khoang ngực và ở bên ngoài thì nó sẽ được bảo vệ bởi hệ thống xương sườn. Rồi phần thứ hai đó là hệ thống đường dẫn khí. Đường dẫn khí từ trên xuống chúng ta có đầu tiên là bắt đầu ở phần mũi, tiếp theo là phần họng. Họng thì là nơi giao nhau giữa cái ngã tư hô hấp và tiêu hóa. Tiếp theo đó là thanh quản, à, chính là cái vùng mà chúng ta có thể phát âm và tạo ra giọng nói. Rồi cái đường dẫn khí đi qua ngực mình gọi đó là khí quản. Và khi cái đường dẫn khí này tách thành hai đường đi vào hai lá phổi thì mình gọi đó là phế quản. À, để đi đến tận từng cái phế nang thì chúng ta có phế quản mình sẽ chia và phân nhánh thành nhiều nhánh nhỏ như là cành cây ha. Cụ thể đường dẫn khí từ trên xuống dưới qua hình ảnh 3D các bạn có thể thấy ha. Đầu tiên chúng ta có là bắt đầu ở vùng mũi. Tiếp theo là vùng họng hầu họng rồi đây chúng ta có thanh quản ha à, dưới thanh quản đó chính là hệ thống khí quản đây là cái hiền đường khí quản rồi à, sau khí quản kết thúc á nó sẽ được phân nhánh và đi vào hai lá phổi thì mình gọi nó là phế quản. Phế quản thì sẽ chia thành nhiều nhánh nhỏ như là cành cây ha. Thì các bạn nhìn trên hình này chúng ta có thể thấy đó là khí quản và phế quản của mình sẽ được cấu tạo cụ thể là bằng các cái hệ thống cơ trơn. Bên ngoài đó là vòng sụn. Thì vòng sụn này nó sẽ cố định làm cho cái đường dẫn khí của chúng ta lúc nào cũng căng phồng lên. Còn hệ thống cơ trơn này sẽ giúp chúng ta điều khiển các hoạt động co giãn của đường dẫn khí toàn bộ hai lá phổi của chúng ta thì có cái cấu trúc là rỗng và xốp giống như là cái cái miếng bọt xà phòng hả mấy bạn à, thì nó được cấu tạo bởi các cái túi khí túi khí này mình gọi đó là các cái túi phế nang bên trong lòng túi phế nang này thì nó sẽ chứa cái khí mà chúng ta trao đổi và đệm ở bên trong bề mặt của phế nang thì sẽ có chứa một cái lớp chất mình gọi đó là chất hoạt diện chất hoạt diện này thì có đặc điểm là thành phần chính có là của nó là phospholipid nó sẽ giúp cho cái túi khí của chúng ta giảm được sức căng bề mặt Điều này có nghĩa là nó sẽ làm cho các cái túi khí to và túi khí nhỏ đều có chứa lượng thể tích khí như nhau. Vì bình thường á chúng ta sẽ có hiện tượng là những cái túi khí to thì nó đã giãn căng rồi thì không khí khi mà hít vào nó sẽ có xu hướng đi vào những túi to nhiều hơn thay vì những túi nhỏ. Thì nhờ cái chất hoạt diện này thì nó sẽ đệm cho cái sức căng bề mặt à, nó tỏa đều giữa các cái túi khí, do đó thì không khí của chúng ta có thể đi vào như nhau giữa các túi khí to và túi khí nhỏ. À, cuối cùng thì đối với trẻ sinh thiếu tháng à, ở những cái tháng cuối của thai kỳ chúng ta sẽ sản xuất ra cái chất hoạt diện này à, thì à, lúc này bé sinh ra sớm mà chưa được sản xuất ra cái chất hoạt diện do đó ở đây chúng ta có thể thấy cái hiện tượng là bé sẽ bị thiếu chất hoạt diện mình còn gọi đó là suy tăng tăng thì sẽ là suy hô hấp bởi vậy trẻ sinh thiếu tháng thường hay phải trợ thở oxy trong lồng kính nha mấy bạn lồng ngực của chúng ta thì bao bên ngoài đó là hệ thống xương sườn ở hai bên ha để mà giữa xương sườn đó là các cái cơ liên sườn sẽ làm những cái khoảng liên sườn này ở phần dưới thì nó sẽ ngăn cách giữa vùng ngực và vùng bụng bởi một cái cơ kín mình gọi đó là cơ hoành bình thường chúng ta sẽ không thấy cái cơ này được bởi vì nó nằm ngang ở trong cái vùng cơ thể của chúng ta cơ này thì nó kín hoàn toàn và nó chỉ chừa lỗ để cho đường động mạch chủ và đường thực quản đi xuống cái vùng bụng của mình thôi trong đó các bạn nắm cho cô cái cấu trúc màng phổi à thì ở đây mình sẽ có ha bao ở bên ngoài cái bề mặt của lá phổi chúng ta có hai lớp màng lớp màng thứ nhất mình gọi đó là lá thành thì cái lớp màng này nó sẽ dán uh, chặt vào trong cái lớp trong của lồng ngực đây thì đây là cái lá thành ha nó sẽ dán sát vào lớp trong của lồng ngực Lá thứ hai là cái lớp mà dán sát trong Và bề mặt của lá phổi mình gọi đó là lá tạng. Thì cụ thể lớp bên ngoài đây sẽ là lá thành dán vào mặt trong của lồng ngực, còn lớp bên trong này là lá tạng. Ở giữa lá thành và lá tạng thì mình gọi đó là uh, có một cái áp suất âm. Áp suất âm thì nó sẽ làm cho hai lá này lúc nào cũng hít vào nhau ha mấy bạn. À, nó sẽ làm cho hai lá này hít vào nhau. Ngược lại nếu là áp suất dương á thì nó sẽ làm cho cái phần ở giữa hai lá này nó bị thổi phồng lên. Nhưng mà bình thường thì tồn tại đây là áp suất âm. Như vậy thì nó sẽ làm cho khi mà cái lồng ngực bên ngoài của chúng ta hô hấp phồng lên hoặc là xẹp xuống thì cái áp suất âm này nó cũng sẽ kéo cho cái lá phổi của chúng ta phồng lên hoặc là xẹp xuống luôn thì bạn hình dung đó chính là cái vai trò của áp suất âm ở bên trong màng phổi à, đôi khi bệnh nhân sẽ có hiện tượng như là tràn dịch màng phổi là cái dịch nó sẽ ứ động ở trong cái màng phổi này dẫn đến cái hiện tượng viêm và suy hô hấp thì các bạn nắm cho cô vai trò của áp suất âm thứ nhất là nó sẽ giúp cho phổi của chúng ta di động dễ theo mỗi lần mình hít thở bằng cái cử động của xương sườn đồng thời khi mà xương sườn của chúng ta phồng lên hoặc là xẹp xuống thì nó sẽ làm gia tăng hoặc là làm giảm áp suất của lồng ngực. Như vậy thì nó cũng sẽ hút cho máu về tim và máu lên phổi dễ hơn. Cái thứ ba là nó sẽ đảm bảo cho cái việc tại phổi chúng ta vừa có hai yếu tố, thứ nhất đó là không khí đi vào, thứ hai đó là máu đổ lên đây. Như vậy thì vừa có không khí, vừa có máu thì hiệu suất trao đổi khí nó sẽ diễn ra là tốt nhất. Như vậy mình thấy là màng phổi có tham gia vào hoạt động trao đổi khí phần còn lại của hệ hô hấp đó chính là hệ thống đường dẫn khí đường dẫn khí chỉ có thể thực hiện tốt được chức năng khi mà nó thông thoáng và không bị cản trở không bị tắc nghẽn chức năng của đường dẫn khí bao gồm thứ nhất đó là chức năng bảo vệ và thứ hai đó là nó sẽ làm nhiệm vụ sửa ấm và làm cho cái không khí mà chúng ta lấy vào trong phổi của mình luôn luôn được ẩm được bão hòa như vậy thì nó sẽ an toàn với phổi của chúng ta và không dễ bị nhiễm bệnh đầu tiên thì chức năng bảo vệ chức năng bảo vệ thì nó sẽ cản trở uh, những cái vi khuẩn bụi bẩn từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể của chúng ta thông qua cái hệ thống lông dịch nhầy và lông mau nằm dọc suốt cái chiều dài của đường dẫn khí cụ thể là từ mũi vào mình sẽ thấy mình có cái hệ thống lông mũi để ngăn chặn bụi bẩn và vi khuẩn xuống vùng hầu họng và dọc chiều dài của đường dẫn khí thì luôn luôn có cái lớp dịch nhầy lông mau tiết ra cái dịch để cản trở ha rồi khi mà chúng ta hút thuốc lá thì cái chất ở trong khói thuốc lá nó làm cho hệ lông mau của chúng ta bị liệt như vậy thì mình sẽ giảm cái sức đề kháng so với cái môi trường bên ngoài chức năng thứ hai đó là sưởi ấm và bão hòa hơi nước cho không khí thì bao quanh đường dẫn khí của chúng ta đó chính là hệ thống mạch máu. Nhờ hệ thống mạch máu này nó sẽ sưởi ấm cho cái luồng không khí bên trong đạt được cái nhiệt độ 37 độ C của cơ thể. Đồng thời thì các cái tuyến nó sẽ tiết thêm nước vào trong cái luồng không khí này. Như vậy thì không khí đi vào phổi của chúng ta sẽ luôn sạch sẽ và an toàn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần uh, hoạt động sinh lý của phổi. Hoạt động sinh lý của phổi sẽ thể hiện qua chức năng thông khí của phổi, đó là chúng ta sẽ lấy được không khí từ bên ngoài vào và trao đổi khí với môi trường bên ngoài bằng cách nào? Thì trước khi đi vào phần này các bạn nắm cho cô một cái nguyên lý, đó là không khí sẽ di chuyển từ nơi có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp bằng các cái động tác hô hấp, cụ thể đó là hít vào và thở ra. Động tác hít vào và thở ra của chúng ta được tiến hành như sau. À, đầu tiên khi mà chúng ta hít vào thì lúc này các cơ hít vào nó sẽ co lại. Cơ hít vào ở đây sẽ bao gồm các cái cơ ở vòng hoành tức là cái cơ hoành mà lúc nãy cô chỉ cho các bạn xem á. Bạn hình dung cơ hoành chính là cái cơ ngăn cách giữa cái phần ngực và phần bụng của chúng ta và bình thường thì nó cong lên như thế này. Khi mà cơ hoành co lại thì nó sẽ làm cho cái vòng hoành của mình hạ xuống như sau. Đây, lúc này cái vòng hoành của chúng ta sẽ hạ xuống thành cái đường như cô chỉ Như vậy thì nó sẽ làm cho cái thể tích ở trong lồng ngực của mình này này nó sẽ tăng lên Cơ hoành ở đây sẽ đảm nhiệm 70% tỷ lệ thông khí phổi Bởi vì cái thể tích lồng ngực tăng lên ở đây là rất lớn Cụ thể khi cơ hoành hạ được 1cm thì thể tích lồng ngực tăng thêm được 250cm khối Hạ 7-8cm thì thể tích tăng được từ 1.500 đến 2.000 cm khối à, phối hợp thêm với cơ hoành chúng ta có các cái hệ thống uh, cơ ở xương sườn nó sẽ làm cho uh, cái lồng ngực của chúng ta phồng lên nâng lên vậy thì với cái hậu quả như thế ha thì thể tích lồng ngực của chúng ta sẽ tăng lên đợi nó sẽ làm cho cái áp suất ở trong lồng ngực của mình giảm xuống có nghĩa là không khí ở đây bị loãng ra ha mấy bạn và hậu quả đó là lúc này uh, áp suất ở trong cái lồng ngực tức là áp suất phế nang á khi mà nó giảm thì nó sẽ nhỏ hơn so với áp suất khí quyển uh, và không khí sẽ đi từ nơi có áp áp suất cao đến nơi có áp suất thấp đó là đi từ ngoài không khí vào trong phổi. Đó chính là hoạt động hít vào. Ngược lại, cô có động tác thở ra thì đối với động tác thở ra, các cơ hít vào sẽ giãn ra, cụ thể trong đó chúng ta sẽ có đó là cơ hoành cơ hoành sẽ giãn ra do đó nó sẽ nâng lên như thế này đó. vậy thì khi cơ hoành nâng lên thì nó sẽ làm cho thể tích lồng ngực của chúng ta giảm xuống nha mấy bạn đó, phối hợp với cơ hoành thì các cơ xương sườn lúc này hạ xuống nghĩa là lồng ngực của mình xẹp xuống nha mấy bạn vậy thì nó sẽ làm cho thể tích lồng ngực của mình giảm và ngược lại thì thể tích lồng ngực giảm áp suất nó sẽ tăng lên có nghĩa là lúc này không khí nó bị đạt lên ha mấy bạn áp suất tăng lên thì nó sẽ làm cho áp suất ở bên trong lồng ngực tức là áp suất phía nang á lớn hơn áp suất bên ngoài khí quyển và ngược lại không khí sẽ tràn từ bên trong phổi đi ra ngoài, đây chính là động tác thở ra. Ngoài ra hô hấp của chúng ta còn bao gồm một số động tác đặc biệt, ví dụ như là động tác rặn ha, đó là khi chúng ta nín không có thở và dồn cái áp suất xuống vùng bụng hoặc là các cái cử động như là ho hoặc là hắc xì ha thì đây là một số những cái động tác đặc biệt chúng ta có trong hô hấp để đánh giá được chức năng hô hấp của một người là tốt hay không thì chúng ta sẽ dùng các cái chỉ số về hô hấp để so sánh với người bình thường. À, như vậy thì các bạn nắm cho cô các cái chỉ số về hô hấp nó sẽ là cái tiền đề căn bản để sau này chúng ta học những cái môn về bệnh lý hoặc là về dùng thuốc điều trị. Thì ở đây chúng ta sẽ có các cái định nghĩa về thể tích trung tích và lưu lượng thở. Mình sẽ học các cái định nghĩa như sau. Ha, à, đầu tiên thì các bạn hình dung dùng cô đó là chúng ta sẽ có hai cách đo về hô hấp. Một cách đo đó là mình cho bệnh nhân ngậm miệng vào trong ống thở sau đó cho bệnh nhân hít vào thở ra chậm rãi và mình đo được cái lượng khí hít vào thở ra của bệnh nhân à, thì đó cái cách đó mình gọi đó là cách đo chậm mình nhớ dùng cô ha rồi khi mà cho bệnh nhân hít vào thở ra chậm rãi thì cái đường hít vào thở ra của bệnh nhân sẽ ghi nhận được như cái giản đồ trên này mình gọi nó là hô hấp ký ha mấy bạn đó là cái giản đồ đo lại cái chức năng hô hấp của phổi bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích cái hô hấp ký này trong cái thao tác hít vào thở ra chậm hướng lên có nghĩa là hít vào hướng xuống có nghĩa là thở ra được chưa Bây à, giờ các bạn thống nhất dùng cô đó là tổng thể tích của hai lá phổi coi như là nó sẽ chiếm khoảng tầm từ 5 cho đến 5,7 lít không khí thì cụ thể đây người ta mô tả là khoảng 5.700 ml không khí có thể chứa được. Nhưng mà mỗi lần hít vào thở ra chúng ta không thể nào mà hít vào thở ra hết được cả 5,7 lít này. À, mà chúng ta chỉ trao đổi một cái lượng thể tích nhỏ mỗi nhịp hít vào thở ra bình thường Thể tích này là khoảng tầm 500ml mỗi nhịp hít vào thở ra à, Cô gọi thể tích này là thể tích lưu thông Cụ thể nó chính là cái đoạn màu tím ở trên này. Đó chính là thể tích lưu thông Lấy 2007 chứ 2002 là khoảng 500ml à, Vậy thể tích lưu thông ở đây chúng ta gọi nó là TV nha mấy bạn. Các bạn học thuộc dùng cô cái tên của nó thể tích khí lưu thông gọi là TV chính là cái đoạn màu tím ở trên hình này định nghĩa nó là thể tích mỗi lần hít vào thở ra bình thường của bệnh nhân và bình thường nó chiếm khoảng tầm là 500 ml bây giờ khi mà chúng ta cho bệnh nhân hít vào hết mức có thể à, sau khi đã hít vào bình thường có nghĩa là khi hít vào bình thường xong rồi này là nó đến đây À, bây giờ tiếp tục hít vào hết mức có thể thì nó có thể đi vào hết được cái dung lượng của phổi có thể chứa được Có nghĩa là làm đầy tối đa 5,7 lít ha, Vậy thì chúng ta sẽ đi được thêm một cái đoạn màu hồng ở trên này à, Vậy đoạn màu hồng này chúng ta gọi nó là IRV à, Được gọi là thể tích khí dự trữ hít vào Định nghĩa nó là thể tích hít vào thêm tối đa sau khi đã hít vào thêm bình thường ha có nghĩa hít vào thêm được tối đa bao nhiêu nữa và thông thường cái thể tích này là khoảng tầm từ 1,5 cho đến 2 hoặc là 3 lít tùy phổi của mỗi người nhớ dùm cô IRV chính là cái đoạn màu hồng ở đây tiếp theo ngược lại với hít vào đó là thở ra tối đa bình thường ha khi chúng ta thở ra thì nó sẽ đến đây nhưng bây giờ chúng ta cố gắng thở ra hết mức có thể thì nó sẽ đi thêm được khoảng tầm 1 cho đến 1,5 lít nữa là đến cái đoạn màu xanh này mình gọi ngược lại ha nó sẽ là ERV À, là thể tích khí dự trữ thở ra định nghĩa là thể tích thở ra hết mức có nghĩa là thở ra tối đa sau khi đã thở ra bình thường à, trung bình là khoảng tầm từ 1 đến 1,5 lít ha Nhưng mà mình hình dung dùm cô đó là không bao giờ chúng ta thở ra được hết lượng khí mà chứa trong phổi của mình bởi vì lúc nào phế nang của mình cũng còn phải căng phòng Cái túi khí phế nang lúc nào cũng còn không khí ở trong đó Nếu như mình thở hết ra ngoài Túi khí phế nang xẹp hoàn toàn Thì đến lúc chúng ta hít vào lại rất khó để nó phồng lên lại được Do đó lúc nào trong phổi của chúng ta cũng còn một cái thể tích không thở ra được Mình gọi đó là thể tích khí cặn Và đây nó chính là cái đoạn màu xanh cuối cùng này ha, Định nghĩa đó là RV Là thể tích còn lại trong phổi sau khi chúng ta đã thở ra tối đa Và tùy mỗi người nó sẽ khoảng tầm từ 1 cho đến 1,2 lít Yeah, ha. Rồi, như vậy chúng ta có bốn chỉ số về à, thể tích thở chúng ta nắm cho cô lần lượt là đoạn màu hồng này đoạn màu tím này và hai đoạn màu xanh này bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp lại dùng cô ha toàn bộ dung lượng phổi của mình là khoảng 5,7 lít thì nó sẽ bao gồm tổng của bốn đoạn này cộng lại à, hồng xanh tím cộng lại hết thì mình có irv cộng tv cộng erv cộng rv bằng tổng dung lượng phổi viết tắt là tlc nó là tổng cái lượng khí mà phổi chúng ta chứa được. Nhưng trong 5,7 lít này thì mình chỉ có thể sử dụng được khoảng tầm là 5 lít thôi. Đây chính là cái đoạn mình có thể sử dụng được. Mình gọi đoạn này là VC. À, VC được gọi là dung tích sống. Có nghĩa là thể tích khí mà chúng ta có thể hít vào hoặc là thở ra hết mức được. Cộng lại thì nó ra được nhiêu đây mình có thể sử dụng được cái lượng khí như thế này Vậy các bạn nắm cho cô định nghĩa dung tích sống là thể tích thở ra tối đa sau khi đã hít vào tối đa Vậy thì VC sẽ bằng TV cộng IRV cộng ERV, ba đoạn nó cộng lại dung tích sống của mỗi người thì sẽ phụ thuộc vào các cái yếu tố ví dụ như là tuổi ha tuổi trẻ thì chúng ta sẽ có cái khả năng mà sử dụng cái lượng khí trong phổi nhiều hơn và tốt hơn so với khi lớn tuổi già yeah. nam giới sẽ có dung tích sống lớn hơn so với nữ giới ha, các bạn càng cao thì các bạn có cái dung tích sống lớn hơn và đặc biệt một số nghề nghiệp chúng ta sẽ có cái dung tích sống lớn hơn bình thường là bởi vì nó có thể tăng được nhờ luyện tập ví dụ chúng ta làm cái nghề như là lặn này hát opera này hoặc là hát cải lương này mình sẽ phải lấy cái hơi rất là dài đó là nhờ chúng ta luyện tập làm cho dung tích sống của mình tăng lên ngược lại dung tích sống sẽ giảm trong số một số cái trường hợp bệnh lý ví dụ như là mình bị viêm tràn dịch màng phổi và các bệnh lý về u phổi vẹo cột sống vân vân À, tiếp theo chúng ta có cái chỉ số tổng dung lượng phổi hay còn gọi là dung tích toàn phổi TLC là khả năng chứa đựng tối đa của phổi à, Vậy thì TLC ngoại trừ cái việc mà chúng ta cộng 4 chỉ số hô hấp lại thì ở đây chúng ta có thể ghi bằng cách đó là bằng VC cộng RV thôi Bởi vì VC ở đây đã bao gồm 3 chỉ số cộng lại rồi Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái định nghĩa về FEV1 thì bạn hình dung dùng cô ha bên cạnh cái việc mà chúng ta đo dung tích sống bằng cách chậm thì mình có thể đo cái chức năng hô hấp của mình bằng cách thứ hai đó là đo gắng sức đo gắng sức có nghĩa là thở thật nhanh và mạnh nha các bạn cách đo gắng sức như sau chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân hít vào hết mức có thể sau đó ngậm miệng vào ống thở thở ra thật nhanh và mạnh sau đó chúng ta ghi nhận cái chỉ số thở ra được của bệnh nhân. Cụ thể khi mà bệnh nhân chưa thở ha thì cái thể tích thở ra của bệnh nhân xuất phát từ con số 0. Bệnh nhân thở ra thật nhanh và mạnh thì cái đường thở này nó tăng lên một cách đột ngột. phù và sau đó khoảng tầm 3 cho đến 4 giây thì nó sẽ không còn tăng thêm nữa bởi vì bệnh nhân đã thở ra hết hơi của mình trong những giây đầu tiên rồi. Thì cái cách đo này chúng ta gọi đó là đo gắng sức ha. À, vậy bây giờ các bạn gióng chữ lên dùng cô này. Đây là một giây đầu tiên ha, mình gióng lên sẽ cắt cái đường này và mình gióng qua đây thì mình sẽ ra được thể tích thở của bệnh nhân là khoảng tầm 3,8 gần 4 lít. À, giây thứ hai chúng ta gióng lên thì sẽ khoảng tầm hơn 4 lít. À, cụ thể giây thứ ba hoặc là giây thứ tư chúng ta gióng lên thì khoảng cỡ 5 lít. Ha như vậy thì chúng ta sẽ có lần lượt FOV1, FOV2, FOV3. Vậy định nghĩa FOV1 sẽ là thể tích khí thở ra tối đa trong giây đầu tiên sau khi bệnh nhân đã hít vào hết sức. À, có FEV2 và FEV3 thì định nghĩa cũng tương tự như vậy Nhưng mà chỉ số FEV1 vẫn thường dùng nhiều hơn cả Là bởi vì chỉ số này nó phản ánh hầu như cái lượng khí thở ra nhiều nhất của bệnh nhân rồi Và trong dây đầu tiên thì thường cái cách đo của chúng ta sẽ ít bị sai, ít bị gián đoạn nhất Vậy người ta sử dụng FOV1 để làm gì? Thứ nhất ha, đó là nó sẽ giúp chúng ta đánh giá là đường dẫn khí của mình có thông thoáng hay không, có bị tắc nghẽn hay không hoặc là cái khả năng giãn nở của phổi như mình có tốt hay không. Cụ thể, nếu như là trong bệnh hen phế quản, nó làm cho đường dẫn khí của bệnh nhân bị viêm sưng phù nề và bên ngoài co thắt lại, thu hẹp đường dẫn khí thì nó sẽ làm cho cái thể tích khí thở ra tối đa trong dây đầu tiên này bị giảm xuống. Như vậy chúng ta sẽ đánh giá chỉ số này thông qua tỷ lệ FEV1 chia cho VC, có nghĩa là mình lấy cái thể tích khí thở ra tối đa trong giây đầu tiên chia cho dung tích sống tối đa của bệnh nhân. Ha, nếu như chỉ số này lớn hơn 80% thì bệnh nhân có cái thể tích thở bình thường, còn nếu mà giảm bé hơn 75 hoặc là bé hơn 60%, cụ thể như là tuổi cao này hoặc là các cái bệnh lý về hen, về COPD, về rối loạn thông khí tắc nghẽn thì mình có thể chẩn đoán được cái mức độ của bệnh ngoài ra chúng ta có thêm một vài chỉ số nữa ví dụ thông khí phút thì ở đây nếu mà có chữ thông khí thì bạn nhớ đó chính là thể tích lưu thông trong vòng một phút Ha. vậy thông khí phút ở đây viết tắt là MV được định nghĩa là thể tích khí thở ra hay hít vào bình thường trong vòng một phút chúng ta có thể tính được cái thông khí phút này như sau à, mình lấy thể tích khí thở ra hít vào bình thường trong một lần thở hay còn gọi là TV thể tích lưu thông chúng ta nhân với tần số thở có nghĩa là một phút mình thở bao nhiêu lần thông thường nhịp thở của chúng ta là từ 16 đến 20 nhịp một phút mình nhân lên thì mình sẽ ra chỉ số MV Tiếp theo là chỉ số thông khí phế nang. Thông khí phế nang sẽ được tính cụ thể bằng lượng khí thực tế chúng ta trao đổi ở phế nang trong vòng 1 phút. Thì ở đây chúng ta không đo được bằng những cái cái, cái cách đo thông thường ha. Do đó mình chỉ đọc học cho cô cái định nghĩa là được rồi. Cuối cùng là định nghĩa về khoảng chết. Khoảng chết là những cái thể tích mà không tham gia trao đổi khí. Bao gồm thứ nhất Cô gọi đó là khoảng chết giải phẫu thì bạn hình dung đó là đường dẫn khí của chúng ta từ cái phần mũi cho đến kết thúc ở các cái tiểu phế quản thì nó luôn luôn chứa một cái lượng khí ha? mà cái lượng khí này mỗi lần chúng ta hít vào thở ra thì mình phải trừ đi cái lượng khí nó hao nó hư hao ở trong này ví dụ mỗi lần thở ra chúng ta thở được khoảng tầm là um, 700 ml đi thì mình phải trừ ra khoảng tầm 100 ml là nó đã nằm trong đường dẫn khí rồi. Vậy cụ thể khi mà mình đo ra được á thì nó chỉ có khoảng là 600 ml thôi. Vậy thì thể tích trong đường dẫn khí này chúng ta gọi là khoảng chết giải phẫu ha. Mình lấy cái khoảng chết giải phẫu này cộng với cái thể tích khí cặn trong phế nang đó chính là RV là thể tích khí mà chúng ta không thở ra được ha. Thì mình sẽ ra là khoảng chết sinh lý như vậy mình đã kết thúc giai đoạn thứ nhất của quá trình trao đổi khí, đó chính là lưu thông trao đổi khí giữa phổi và môi trường bên ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái giai đoạn thứ hai của quá trình trao đổi khí, đó là lưu thông và trao đổi khí giữa máu và mô và tế bào. Bao gồm các ý như sau. Thứ nhất là yếu tố ảnh hưởng đến việc khuếch tán khí qua màng hô hấp tại phổi. Thứ hai đó là máu vận chuyển và trao đổi khí oxy như thế nào và thứ ba đó là máu vận chuyển và trao đổi khí CO2 như thế nào đầu tiên chúng ta nắm dùng cô đó là khi mà khí mình á khuếch tán qua cái màng ở trên đường hô hấp thì nó phụ thuộc vào những yếu tố gì ở đây cô có cái cấu trúc này chính là các cái túi khí phế nang tại phổi ha trong túi khí này sẽ chứa đầy không khí mà chúng ta lưu thông và trao đổi với môi trường bên ngoài cụ thể là oxy hoặc là CO2 bên ngoài những cái túi phế nang này là hệ thống mao mạch tuần hoàn dày đặc để đảm bảo là lúc nào ở bên ngoài này cái diện tích tiếp xúc cũng là lớn nhất. Như vậy khí của chúng ta sẽ trao đổi bằng cách đi xuyên qua cái màng phế nang và đi vào cái hệ thống mao mạch và ngược lại. Cụ thể khi oxy thì sẽ đi từ phế nang vào mao mạch, khí CO2 sẽ đi từ mao mạch vào trong phế nang. Vậy mỗi lần đi như thế này nó sẽ đi qua các cái lớp màng mà mình gọi nó là màng hô hấp. Những lớp màng này sẽ bao gồm này, à, đầu tiên chính là cái lớp chất hoạt diện xung tăng ở trong lòng của phế nang, lớp thứ hai đó là lớp biểu mô của phế nang, tức là các cái lớp tế bào phế nang xếp lại á. Lớp thứ ba đó là lớp màng đáy của phế nang. Như vậy phế nang thì sẽ trải qua ba lớp. Sau đó là một cái khoảng kẽ đệm ở giữa và tiếp theo sẽ là các cái lớp của hệ thống mao mạch thì mao mạch chúng ta đã học trong bài tuần hoàn rồi nó có 3 lớp tuy nhiên cái lớp ngoài cùng là cái lớp gián đoạn ha mấy bạn bởi vậy ở đây người ta chỉ vẽ hai lớp thôi đó là lớp giữa lớp bằng đáy và lớp trong cùng lớp nội mạc thì sau đó nó sẽ đi vào và gặp được các cái thành phần tế bào máu à, cụ thể cái này chúng ta gọi là màng hô hấp từ đây cho đến đây mình gọi là bề dày của màng hô hấp ha còn lại cái phần mà trải rộng mình gọi là diện tích tiếp xúc của màng hô hấp vậy chúng ta sẽ có khí sẽ khuếch tán đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp theo cái công thức à, và công thức này thì chúng ta sẽ học như sau à, d được gọi là cường độ khuếch tán mạnh hay là yếu à, nó sẽ phụ thuộc này tỷ lệ thuận với chênh lệch phân áp khí có nghĩa là à, nếu mà cái nồng độ cao trừ đi cái nồng độ thấp có cái độ chênh lệch lớn thì cường độ khuếch tán càng mạnh, ví dụ như là khi chúng ta đạp xe mà mình sổ dốc á, cái dốc mà càng cao á, thì chúng ta sẽ có cái tốc độ đi xuống càng nhanh. Tiếp theo, cường độ khuếch tán cũng sẽ tỷ lệ thuận với diện tích khuếch tán. Diện tích tiếp xúc càng nhiều thì cái việc di chuyển qua càng có nhiều cơ hội thuận lợi hơn. Cường độ khuếch tán cũng tỷ lệ thuận với độ tan của chất khí. Chất khí mà tan càng tốt thì càng dễ thấm qua màng hô hấp ngược lại cường độ khuếch tán sẽ tỷ lệ nghịch với khoảng cách khuếch tán, có nghĩa là bề dày của màng hô hấp mà càng lớn thì chất khí khuếch tán qua càng khó khăn hơn và cuối cùng nó cũng tỷ lệ nghịch với phân tử lượng của chất khí, chất khí càng lớn thì càng khó chui qua màng hô hấp. Vậy đối với cái công thức này thì chúng ta học dùng cô là nó tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch với cái gì? Vậy sau khi khí oxy đã chui qua được màng hô hấp và đi vào được hệ thống mạch máu thì tại đây máu sẽ làm nhiệm vụ nhận và vận chuyển khí oxy. À, cụ thể thì máu sẽ vận chuyển oxy theo hai dạng Thứ nhất đó là dạng hòa tan thì nó chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ thôi đó là khoảng 3% Mà chủ yếu sẽ là dạng kết hợp và chuyên trở bởi hemoglobin chiếm 97% Đặc điểm này thì chúng ta đã học ở trong bài máu và các dịch của cơ thể à, Cụ thể đó là khả năng vận chuyển oxy sẽ phụ thuộc vào chất lượng và số lượng hemoglobin trong cơ thể của chúng ta Như vậy thì lượng hemoglobin sẽ giúp chúng ta đánh giá được cái mức độ thiếu máu của bệnh nhân À, và cái này thì mình ôn lại ha. Đó là oxy sẽ kết hợp với hemoglobin thông qua phân tử sắt hai một cách lỏng lẻo. Một hemoglobin thì sẽ có bốn nhân hem, do đó nó sẽ kết hợp được với bốn phân tử oxy. Và cụ thể tính theo gam thì 1 gam hemoglobin kết hợp được với tối đa là 1,34 ml khí oxy cụ thể phản ứng kết hợp sẽ diễn ra như sau à, hemoglobin kết hợp với khí oxy tạo ra oxy hemoglobin đây là một phản ứng thuận nghịch diễn ra theo hai chiều bạn hình dung hemoglobin là một cái xe buýt và oxy là hành khách thì tại phổi à, hành khách sẽ leo lên xe buýt để được vận chuyển đi phản ứng xảy ra theo chiều thuận ngược lại tại mô lúc này hành khách đã đến bến nó sẽ nhảy xuống xe buýt để bước vào trong mô và tế bào do đó phản ứng sẽ xảy ra theo chiều nghịch tức là chiều phân ly Ngược lại, nếu như oxy đi một mình, hòa tan ở trong máu á, thì chúng ta gọi cái dạng oxy này là dạng đi bộ, không phải là dạng đi xe buýt. Và cụ thể các bạn nắm dùng cô, đó là cái lượng oxy mà đi xe buýt nằm ở dạng kết hợp sẽ nhiều hơn gấp 70 lần so với dạng hòa tan, tức là dạng đi bộ. Các bạn nắm dùng cô các yếu tố thúc đẩy cái quá trình vận chuyển oxy của chúng ta diễn ra mạnh hơn. Ví dụ, phân áp oxy giảm, phân áp CO2 mô tăng nó thể hiện là mô của chúng ta đang bị thiếu oxy do đó cần phải bổ sung thêm. Nhiệt độ máu tăng cũng sẽ làm tăng quá trình vận chuyển và chuyên chở oxy. pH máu giảm hoặc là 2,3 diphosphoglycerat tăng. À, cuối cùng là những cái quá trình mà chúng ta vận động á, tăng cường cái sự tiêu thụ oxy nó cũng sẽ làm gia tăng cái việc vận chuyển oxy trong máu như vậy thì nó sẽ gia tăng cái quá trình phân ly oxy tại mô và tế bào như từ đầu thì cô đã nói đó là không khí sẽ di chuyển từ nơi có phân áp cao đến nơi có phân áp thấp. Vậy chúng ta áp dụng cái nguyên lý như vậy để theo dõi cái quá trình di chuyển của oxy. Đầu tiên tại phổi thì máu ở động mạch phổi có phân áp oxy là 40 mm thủy ngân. Khí oxy lúc này chúng ta vừa mới hít từ bên ngoài không khí vào sẽ có phân áp cao hơn là 100 mm thủy ngân. Như vậy oxy sẽ đi từ nơi có phân áp cao đến nơi có phân áp thấp, cụ thể là đi từ trong lòng phế nang đi vào trong huyết tương dịch kẽ để đi vào trong máu. Khi vào trong máu, oxy sẽ leo lên xe buýt là hemoglobin và được vận chuyển tới mô và tế bào ngược lại tại mô và tế bào thì máu mà di chuyển đến đây sẽ có phân áp oxy cao là máu đỏ tươi là 100 mm thủy ngân. Mô và tế bào thì nghèo nàn oxy ha chỉ có phân áp khoảng tầm 40 mm thủy ngân thôi. Như vậy oxy sẽ khuếch tán từ trong máu vào dịch kẽ và đi vào trong tế bào. À, có nghĩa là oxy lúc này nó sẽ xuống xe buýt Kết thúc về oxy chúng ta sẽ qua các loại khí thứ hai được trao đổi ở đây đó là khí CO2. CO2 được vận chuyển trong máu theo hai dạng. Thứ nhất đó là dạng hòa tan. thì dạng này có nghĩa là cái dạng đi bộ ha mấy bạn thì cái dạng này cũng tương tự đó là nhỏ nhưng mà nó chiếm một cái vai trò rất là quan trọng. Dạng thứ hai đó là dạng kết hợp có nghĩa là di chuyển bằng phương tiện giao thông thì kết hợp ở đây nó sẽ kết hợp bằng nhiều phương tiện chứ không phải chỉ mình xe buýt như là oxy. À, ví dụ thứ nhất đó là nó cũng đi xe buýt nè đó là liên kết với hemoglobin nhưng mà quan trọng hơn đó là nó sẽ kết hợp với protein và nó kết hợp để tạo ra dạng muối kiềm và chúng ta sẽ xem những cái phản ứng xảy ra như thế nào ha. Đầu tiên đó là dạng kết hợp với hemoglobin hemoglobin đó là khí CO2 bước lên xe buýt thì lúc này HbCO2 chúng ta gọi đó là carbamino hemoglobin hoặc là carbo hemoglobin cái này sẽ phân biệt với bài hôm trước chúng ta đã học đó là hemoglobin mà liên kết với khí CO là khí độc á thì chúng ta gọi là carboxy hemoglobin mình phân biệt rõ những cái tên này dùng cô ha đây cũng là một phản ứng thuận nghịch và cái dạng kết hợp này sẽ làm tăng tốc độ đào thải CO2 lên gấp 17 lần để có nghĩa là cái tốc độ đi xe buýt thì nó rất là nhanh. Dạng thứ hai là dạng kết hợp với muối kiềm thì nó chiếm tỷ lệ chính của CO2 à, khoảng tầm 80%, có nghĩa là CO2 chủ yếu tham gia bằng cái phương tiện giao thông ở đây là à, đi xe ôm ha, đi grab vậy thì cái co grab nó sẽ kết hợp như sau đây cô sẽ có CO2 á, bình thường thì mình học là nó sẽ xảy ra phản ứng hóa học với nước khi mà có chất xúc tác thì chất xúc tác ở đây đó chính là cái men carbonic anhydra ha à, thì nó sẽ tạo ra là H2CO3 là một cái axit khá là yếu do đó ở đây nó sẽ là cái chiều thuận nghịch hai chiều men carbonic anhydra có nhiều trong hồng cầu do đó thì cái phản ứng này nó sẽ xảy ra trong hồng cầu nha mấy bạn H2CO3 sau khi được hình thành thì không bền và nó nó phân ly thành H cộng và HCO3 trừ. HCO3 trừ lúc này sẽ khuếch tán từ trong hồng cầu đi ra ngoài huyết tương. Khi ra ngoài huyết tương, nó sẽ gặp natri ở trong huyết tương để tạo thành muối natri bicarbonate. Và đây là cái dạng muối mình gọi là muối kiềm. Nó sẽ là cái dạng mà chủ yếu giúp chúng ta vận chuyển được khí CO2. Cô có các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận chuyển của khí CO2 nó cũng sẽ bao gồm các yếu tố gần tương tự như với khí oxy, đó là phân áp CO2 này, hoặc là phân áp oxy này, hoặc là pH máu này. Tuy nhiên ở đây nó có một cái hiện tượng đặc biệt à, khác so với khí CO2 đó là hiện tượng di chuyển ion clorua. Thì các bạn nắm cho cô cái nguyên tắc của hiện tượng này như sau. Hiện tượng di chuyển ion clorua còn được gọi là hiện tượng hamburger, được đặt tên theo người nghiên cứu nó. Đó là hiện tượng trao đổi ion giữa hồng cầu và huyết tương. Cô ví dụ ha, ở bên trong hồng cầu thì lúc nãy mình thấy kết quả của phản ứng đó là HCO3 trừ được tạo thành ở bên trong hồng cầu à, sẽ chui ra khuếch tán ra ngoài huyết tương. Khi mà ra ngoài huyết tương á, nó sẽ làm cho bên trong hồng cầu và ngoài huyết tương xảy ra cái sự tranh lệch điện tích mà bất kỳ những cái sự tranh lệch điện tích nào nó cũng có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động sinh lý của tế bào bởi vậy tế bào của chúng ta sẽ duy trì hoạt động bằng cách bù trừ đi cái điện tích đó nếu như một cái điện tích âm ở bên trong lòng tế bào hồng cầu đi ra ngoài huyết tương thì ngược lại sẽ có một cái điện tích âm ở bên ngoài huyết tương di chuyển vào bên trong hồng cầu để bù trừ đi và điện tích âm đó chính là ion clorua hoạt động này sẽ làm cho điện tích giữa bên trong và bên ngoài của huyết tương luôn luôn được giữ ổn định cân bằng tương tự với cách di chuyển của oxy thì CO2 cũng sẽ đi từ nơi có phần áp cao đến nơi có phần áp thấp. Cụ thể như sau, tại mô và tế bào thì cái quá trình trao đổi chất vừa mới diễn ra, do đó thì nó có phân áp là khoảng tầm 45 mm thủy ngân sẽ cao hơn phân áp CO2 ở trong máu động mạch. vậy lúc này khí CO2 sẽ di chuyển từ nơi có nồng độ cao, áp suất cao là bên trong lòng tế bào, khuếch tán qua dịch kẽ và đi vào trong huyết tương khi vào trong huyết tương thì nó sẽ tạo ra cái dạng kết hợp với muối kiềm à, hoặc là hemoglobin có nghĩa là nó đi lên xe buýt hoặc là đi lên xe ôm máu sẽ vận chuyển CO2 đến các cái túi phế nang của phổi. Lúc này thì phân áp khí CO2 ở máu tĩnh mạch là khoảng 45 mm thủy ngân, còn phân áp CO2 ở trong túi phế nang chỉ có 40 mm thủy ngân thôi. Do đó khí CO2 sẽ di chuyển từ nơi có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp, đó là đi từ huyết tương đi qua dịch kẽ và vào trong phế nang. À, lúc này CO2 sẽ phân ly, có nghĩa là rời khỏi xe bít và rời khỏi xe ôm. Cuối cùng là hoạt động điều hòa hô hấp thì các bạn nắm dùng cô cơ chế điều hòa hô hấp, có nghĩa là điều hòa cái hơi thở nhịp thở của mình á sẽ được tiến hành nhờ thứ nhất đó là hệ thống thần kinh, thứ hai đó là các cái yếu tố thể dịch là những cái chất khí mà hòa tan ở trong huyết tương. Các bạn hình dung là hoạt động hô hấp của chúng ta có thể điều khiển được theo như ý muốn của mình. Do đó thì cái trung tâm hô hấp này nó sẽ nằm ở thần kinh trung ương, cụ thể là nó sẽ nằm ở cầu não và hành não. Ha cầu não và hành não thì mai mốt chúng ta qua bài hệ thần kinh thì mình sẽ làm quen với nó ha. Rồi mỗi bên thì nó sẽ có bốn trung tâm. Các bạn học thuộc cho cô bốn trung tâm này. Trung tâm thứ nhất là trung tâm hít vào cô đánh số 1. Trung tâm thứ hai là trung tâm thở ra cô đánh số 2. Trung tâm thứ ba là trung tâm hóa học có nghĩa là nó tiếp nhận cái sự điều khiển bởi cái chất hóa học mà ở đây chính là H+ cộng. nhớ cho cô cái H+ cộng này ha. Và trung tâm thứ tư đó là trung tâm điều chỉnh à, Ở đây chúng ta sẽ xem đó là H cộng và CO2 điều hòa hô hấp thông qua cơ chế nào Thế tại sao ở đây lại có ion H cộng Thì bạn nhớ dùng cô ha Lúc nãy khi CO2 leo lên xe ôm Nó sẽ tạo ra H cộng và HCO3 trừ Như vậy H cộng nó sẽ liên quan đến hoạt động hô hấp thông qua khí CO2 Khí CO2 sẽ là cái khí chủ yếu quyết định điều hòa hô hấp của chúng ta Cụ thể nó sẽ tác động lên hô hấp theo các cách như sau nếu nồng độ CO2 trong máu tăng, có nghĩa là lúc này chúng ta phải uh, kích thích hô hấp nhiều hơn để mình thải trừ đi cái nồng độ CO2 trong máu này ra ngoài. Đồng nghĩa với việc là mình lấy vào nhiều khí oxy hơn. Và nó sẽ kích thích bằng cách, thứ nhất đó là uh, chính trực tiếp cái CO2 này sẽ kích thích lên cái cơ quan cảm thụ hóa học ngoại vi để kích thích vào trung tâm hít vào. Trung tâm này là trung tâm thứ nhất mà lúc nãy cô đã chỉ cho các bạn. Thứ hai là khí CO2 nó xuất hiện nhiều trong máu nó sẽ tạo ra nhiều H+ mà H+ này thì lại tác dụng lên cái trung tâm hô hấp chính là cái trung tâm thứ ba mà lúc nãy cô chỉ cho các bạn. Như vậy CO2 là cái yếu tố chính giúp chúng ta kích thích được hô hấp. Bởi vậy nếu mà nồng độ CO2 quá thấp thì bệnh nhân không được kích thích hô hấp và dẫn đến hiện tượng ngừng thở thì các bạn sẽ thấy đó là bình thường á chúng ta hô hấp trong không khí thì oxy chỉ chiếm khoảng tầm 20% nhưng khi bệnh nhân bị suy hô hấp thì chúng ta sẽ cấp cứu bằng cách cho bệnh nhân thở oxy cao phân áp tuy nhiên oxy cao phân áp ở đây không được phép là 100% vì nếu là 100% thì nó sẽ không được kích thích hô hấp hô hấp mà làm cho bệnh nhân ngừng thở do vậy oxy phân áp cao thì luôn luôn có một cái tỷ lệ khoảng tầm 5% là khí CO2 để kích thích hô hấp cho bệnh nhân Nồng độ oxy cũng tham gia vào điều hòa quá trình hô hấp bằng cách đó là khi nồng độ oxy trong cơ thể của chúng ta thấp thì nó sẽ tác động lên các cái yếu tố cảm thụ hóa học ở động mạch cảnh và quay động mạch chủ. Lúc này nó sẽ làm cho trung tâm hô hấp của mình tăng tính mẫn cảm với khí CO2 và tác động lại theo hai cái cơ chế vừa nãy cô vừa mới nhắc các bạn. Bởi vậy thì nồng độ oxy ở đây cũng phải tác động thông qua khí CO2 mà thôi. Ngoài ra thì chúng ta còn có các cái yếu tố tham gia vào điều hòa hô hấp thì các bạn về nhà tham khảo thêm cho cô ha bài học của mình kết thúc tại đây